chắc để cho dễ chạy xe thì mình quyết định sẽ chọn đôi Nike Dunk này. Đôi này mua nhưng mà chưa có mang lần nào hết, thì nay có dịp đi chơi thì lấy mang luôn. Đối với Khoa thì đi du lịch sẽ có những thứ không thể thiếu như là mắt kính râm, điện thoại, giấy tờ xe và cái này. Cái này thì hai vợ chồng Khoa sẽ quay TikTok khi đi du lịch. Để ra là đi từ 7-8 giờ sáng mà khó khăn, có đi chơi nên là đi trễ. Xưa cái cốp này không ai mở cũng được, nhưng mà từ lúc mình đổ cái nguyên gì vô thì nó rất là nặng. Nó có cái gì đây? Nó có gì vậy trời? Đổ xe chưa lấy ra. Giờ mình đi đâu em? Giờ mình sẽ đi Fusion Vũng Tàu. Ok, đi mấy đi ngày? Đi một đêm, hai ngày. Hai ngày một đêm? Ừ. Ok. Giờ mình đi ăn ở đâu á? Giờ mình sẽ đi đâu? Mang đồ đồn ăn gì vô lại? Chắc em ăn cơm. Giờ cơm. Nó có cơm rồi, 11 giờ 5 rồi. Cơm gà đúng không? Thường mấy cái cơm là trước 11 giờ là không có. Vậy em kêu đồ ăn đi, anh lấy chỗ nha. Hiện tại thì cái món gà mà tụi mình thường hay ăn thì nó đã hết rồi, nên là hai vợ chồng mình ăn đỡ cái gà này rồi tranh thủ đi. Bình thường tụi mình tới đây là chỉ ăn cái món gà cay đó thôi, chứ ít có ăn cái gì khác lắm. Ở nhà đặt tới cũng vậy luôn. Chắc là bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ ăn cho xong rồi đi kịp tới resort, tại vì 2 giờ là phải nhận, thôi bây giờ là 12 giờ. Chúc một loa ăn ngon miệng nha. Cười xạo ghê. Lý người ta đem lên hả Mô La? Đúng rồi. Mô La kiểu đặt dạng khách sạn á, không có đặt căn hộ. Tại vì căn hộ thì nó sẽ có bếp rồi mấy cái mà cần thiết. Nhưng mà Mô La với Khoa không có xài mấy cái đó, Mô La chỉ thích phòng tắm kia nên là chỉ đặt đơn giản khách sạn. Mình ở tầng mấy không? Mình ở tầng 6. Ok. Còn trên từ 8 trở lên là căn hộ. Ok. Mở màn anh coi thử. Mở máy lạnh giùm anh đi. Rồi, cảm ơn. Cửa này mở sao đây? Ui trời, xem tay. Nói chung thì view cũng ok. Thế lại kiểu thì cũng đi ra đường chứ không có. Đúng rồi. Nhưng mà bình thường em anh đi mấy cái chỗ mà kiểu nó
đẹp quá chán á. À, theo đánh giá thì đẹp, đẹp thì dễ thương, là cái màu để dễ thương. Với lại á, Hoàng Lan thích con tắm, Hoàng Lan không cần bếp, tại dễ nhiều lên để nấu ăn quá nhiều. Nướng đậu luôn. Nướng đậu luôn ha. Vừa tắm thì ngắm cây. Đối với những cái người mà đi đâu cũng kiểu làm bạn như cái này thì tôi sẽ đi vô kiểm tra cái này trước, thì nó là bạn của tôi trong những chuyến du lịch. Kiểu mình cũng chưa có nổi tiếng lắm nhưng mà đi đâu thì cũng có cái kính á, mất công người ta nhận ra là mình chưa có nổi. Có loa hả? Có loa, đây là cái loa này dễ thương. Giới thiệu đi. Loa nào? Trời, loa nó xài sao em? Kết nối thôi. Em nghĩ là phòng nó nhỏ nhưng mà em không nghĩ là phòng bự gì luôn. Cái này mở nhạc. Này là cái giường lớn. Này là cái giường nhỏ, giống như kiểu đi du lịch mà có bị giận nhau á thì người ngủ ra đó, người ngủ đây rồi. Tụi mình sẽ cố gắng không cái có để mọi người nhìn cạnh. Tụi mình sẽ cố gắng không có giận nhau nên sẽ không xài cái giường này. Chắc là sẽ để ngồi nhìn cái này buổi sáng hoàng hôn. Còn ngủ ở trên đây, mở nhạc thử đi. Đang nè. Cái loa này nhìn nó giống như nhìn nó giống như xịn đó, nghe hay. À mình biết rồi. Cái bàn này, cái bàn này mình sẽ gọi nó là cái bàn tâm sự. Không, ngồi đối diện nhau người đó, giờ em ngồi đi. À, anh ngồi đây. Tên gì mà em? Tiền cọc. Một triệu. Kế đâu? Ở đây anh. Dạ rồi, ok. Anh có thể lên giường nào? Còn à. Dạ. Du lịch ở những cái chỗ mà cơ bản nó cũng có, nó cũng nói chung cũng sang trọng giống vậy, thì ngoài cái việc là đi chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân, tiền, mang theo vợ, thì mấy bạn phải lưu ý một cái điều cực kỳ quan trọng là không được hút thuốc trong đây. Tại vì sao cái việc mà không được hút thuốc trong cái phòng khách sạn nó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ bạn thuê ở đây 3 triệu thì nếu mà bạn hút thuốc trong đây thì khi thanh toán nó có thể lên tới 6 triệu lần. Nhưng mà cái điều này là cái mà mình khuyên những cái bạn khi đi du lịch cực kỳ lưu ý, nhưng đối với mình thì sẽ mình không quan tâm cái chuyện này, tại vì mình không có hút thuốc, hiểu không? Mình không biết hút thuốc luôn. Mình không biết hút thuốc. No smoking. Ha. Không hút thuốc. Nhưng mà mình không có biết hút thuốc nên không quan tâm. Chà. Đây là những cái đồ ăn mà không thể thiếu vào buổi tối. Tại vì ví dụ như đêm á, ở Vũng Tàu thì không nói đi, ở ngoài bán đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà có những cái chỗ xa xa á, đồ ăn trong khách sạn rất là mắc. Thì để tiết kiệm mình sẽ ăn cái này, mì modern. Mở ra. Ta da. Đây là thứ quan trọng hơn kém trong chuyến đi du lịch. Nói chung là mình tính giấu cái này đi, không nói cho mấy bạn biết. Tại vì... Nhưng mà thôi. Cho mấy bạn biết đó. Đúng rồi. Nếu mà ai mà đi du lịch ở đây, Fusion, Vũng Tàu gì đó thì nhớ khám phá cái này. À, có một cái điều đặc biệt thì trong tủ lạnh... Đi ra, ý. Ở trong tủ lạnh nó cũng có nước sẵn thì... Cái tủ lạnh này nó đặc biệt hơn, và nó cũng không đặc biệt lắm đâu. Tại vì ở nhà cái tủ lạnh của mình khi mà mở ra nó đèn vàng, còn này là màu xanh dương. Nè, còn cái này dương. Nữa nè. Cái này đố với bạn là cái gì? Là... Đố anh á, đố anh luôn. Cái này là cái điện thoại. Cái điện thoại đúng không? À, cái đèn pin.
thì nếu mấy bạn không thích uống nước trong tủ lạnh thì các bạn có thể đun sôi nước lên bằng cái này uống. Giống như quý vị, mấy bạn đem đồ theo á, có đi du lịch mấy bạn không thích bận đồ của mình mang theo thì các bạn có thể bận đồ này đi du lịch là đi ra đường nè. Người ta có cái chỗ này rất là tâm lý, họ đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ phòng khi bạn đi du lịch mà mấy bạn quên mang theo đồ nè. Và dạng này đồ cúp bộ á thì giống nhau không, nó cúp bộ chung mấy phòng khác. Không, cái này là đi vô bằng đồ nhóm đồ tập thể á. Cái này là outfit của tôi, đây là tấm mới của tôi. Hoặc là phòng trường hợp mấy bạn đi ra khỏi nhà mà quên mang giày á thì người ta cũng chuẩn bị sẵn dép. Nói chung là tôi thấy cái chỗ này nó chu đáo không, cái thảm thì cũng đẹp hơn nhà mình á. Để tối mà ở đây không cảm thấy buồn á thì cũng có khăn giấy không khóc nope. Tivi mình là mình không có chuyên review du lịch nhưng mà mình sẽ cố gắng cho mấy bạn biết hết những cái công dụng trong đây là đèn, là điện thoại nè. Nè, người ta thường người ta hay quay người ta sẽ như vậy nè. One hour later. Hiện tại thì Paula đã make up và uống tóc xong hết rồi. Thì bây giờ là đang bắt chồng của Paula chụp hình cho mình. Nói chung là chụp hình cũng đỉnh lắm nha. Đi đâu em? Bây giờ mình sẽ đi ăn ngành hào hả? Ừ, hoặc là em đang sợ thịt nhà hàng, cần phải có món nào. Ok. Dạ, ôi, nó quay được luôn á. Để mai em bận cái bộ khác. Ok. Serena, quán đó là quán hải sản, gọi sang sang hơn là nhà hàng mọi người. Bây giờ là mấy giờ chiều rồi anh? 6 giờ chiều rồi mọi người ơi. Nhưng mà trời vẫn rất là còn đẹp nha. Khoa đang coi bản đồ để chở tôi đi. Tóc mình cái máy này dài nè em. Dài nghe. Paula đã tới nhà hàng rồi nè. Nhà hàng này là La Serena Seafood. Yes. Tới chưa? Tới rồi. Mà nãy người ta có cho mình cái view đẹp sẵn không ta? Không, mình được vô mình lựa tại vì mình đi hai người á. Ủa mà bên nào ta? Okay. Xưa hai tụi mình cũng có ở cái Imperial này nè. Thì so với mấy cái quán bình thường mình đi ăn giống như ngành hào thì mình thấy cái quán này nó có vẻ nó sang hơn. Cũng được, dễ thương. Lựa trong vòng 5 phút. Mình lựa cái quán này trong vòng 5 phút. 4 phút chứ. 4 phút. Mình đi gần, nói đâu mình tính đi gần hào.
Nè anh có nói á. Ừ, tại vì bình thường là đâu có tiền, đâu có lửa gì ở đây đâu, ở đây là đi đại không. Rồi em gọi món đi. Nước nào? Đang chờ nước. Bây giờ có món hàu ra trước nên chắc là đợi mấy cái món kia hơi lâu nên tụi mình sẽ ăn cái hàu luôn. Hàu sống. Nhưng mà như anh thấy nó thiếu cái mù tạt đó không đâu là. Có không? Ừ, đúng rồi đó. Chắc phải gọi rồi. Ừ. Bây giờ tụi mình sẽ chơi thử thách. Ăn hàu sống với lại đồ tạt với lại nước tương. Bình thường mình ăn cái này dở lắm. Đó là mình ăn dở với cái món này nó ngon. Là bỏ bao nhiêu mồ tạt vô rồi? Cũng nhiều quá. Cũng còn đỡ đúng không? Giờ sẽ đó màu là bình thường Bao La ăn cái này á là Bao La đúng hàng mù tạt luôn mà vẫn cay nha mọi người chứ không nói lớn xíu. Ủa em lấy cái nể á, cái nể á, cái này lại nó chặt quá cái nể. Tiêu. Có một cái miếng tiêu. Tiêu. Cảm ơn. Mình nói tiếp cái gì chữ mừng. Em có bún thì thơm thì táo. Vậy thôi giờ ăn tiếp hả? Tụi mình đi hai người nhưng mà lúc nào cũng uống 4 ly nước. Rồi lúc nào Khoa cũng phải uống hai thứ đó. Bao La thì lâu lâu là mới uống hai thứ chứ Khoa là uống được cái này. Cái này là gỏi sứa. Gỏi sứa ngon lắm luôn. Thì Khoa hồi nãy Khoa bị dị ứng tôm nên là không có chưa gỏi hải sản mà chưa gỏi sứa cho Khoa. Còn bên đây là bún xào Singapore. Bún xào. Với anh thêm một món là hàu phô mai với lại bò sốt tiêu đen. Bò sô chu gì đó, sốt tiêu đen. Mình thấy rưới nào. Rồi mình rưới. Nó là chả giò đúng không? Dạ. Ngon á. Ủa sao giống như phô mai vậy quá? Không, chả giò ấy á. Tomorrow. Alo. Hello, bây giờ hai tụi mình sẽ đi lên trên nhà hàng với lại hồ bơi. Hồ bơi này đẹp không ta? Đẹp. Em coi hình không chưa? Không có thời gian để bơi. Lên chụp hình đúng không? Mà đâu có chụp hình rồi bơi, chụp hình trong nhà. Ok. Chó nó quay không được. Ăn cháo. Em thấy như này em thiếu nước tươi đúng không? Nãy là tụi tôi tưởng là trên này nó đóng rồi. Tại vì vậy trễ quá, 9 giờ mấy rồi. Tính là lên đây ăn nhà hàng với lại ra hồ bơi chụp hình. Nhưng mà vô tình thì cái chỗ buffet này nó vẫn còn mở. Đỡ tốn tiền. Bao La với lại Khoa đã ăn xong xuôi hết rồi. Bây giờ hai tụi mình sẽ đi lên trên tầng 20 để chụp hình bikini, chụp hình hồ bơi. Và sau khi tụi mình chụp hình xong thì cái lịch trình đó là tụi mình sẽ check out để di chuyển qua một cái khách sạn khác.
Tại vì kiểu ở một nơi thì cũng sẽ chán, nên là tụi mình sẽ di chuyển. Và cái khách sạn nào thì mọi người hãy đón xem tới cuối cái video mọi người sẽ biết nha. Đẹp quá. Thật sự là do tối nay tụi mình cũng sẽ đi về, nhưng mà mình thì không có thích đi về cái buổi trưa nó nắng đó, nên là tụi mình quyết định là chuyển sang The Imperial để ở. Thì chắc khoảng 9 giờ tối hôm nay thì mình sẽ chạy về Sài Gòn, tại vì tuần sau thì còn nhiều thứ để làm lắm. Đây. Đây bên này nào ơi. Khách sạn này trước đây là mình cũng đã có đi khoảng 2-3 lần rồi, đi với gia đình với Mola. Thì nay tụi mình quyết định là đi lại. Giờ trước đó kiểu tối qua mình ngủ mấy lạnh hơi, cái nhiệt độ nó hơi thấp á, nên là cái bệnh xoang nó bị nặng, là giờ phải đi mua thuốc. Quá mệt. Sau 2 tiếng rưỡi đợi thì cuối cùng là tụi mình cũng đã có phòng. Có một chút hơi xui là tự nhiên mình lại bị bệnh. Uống thuốc vô thì nó cũng đỡ được chút chút, nhưng mà cơ bản thì cũng đang bị mệt. Đối với mình là cái Imperial này là chắc là đẹp nhất ở Vũng Tàu rồi. Đi lần thứ 3 vẫn thấy rất là đẹp rồi. Cái thiết kế này nó sang. Mình quay tổng thể cho các bạn coi. Rồi mình tới nơi làm gì vậy? Xin mời anh chị. Mình nhìn phía ngoài này có nước suối, trà, cà phê ạ. Trong tủ lạnh thì nước mặn, miễn phí hết nha, đồ uống trong phòng mình ở phía. Trong cái tủ đây thì có choàng, máy thay tóc và túi biểu hồi rơi trong mình. Đây là bịch thuốc của tôi. Cái này là cái view phòng khi mà đi ra cái lan can nhìn xuống. Nãy là mình có quay cho mấy bạn ở dưới á, coi ở dưới rồi nha. Còn đây là từ trên nha. Thì cái
cái chỗ này là cái mấy đợt trước mình đi là mình thấy lúc buổi chiều á, hoàng hôn xuống á là đẹp lắm. Wow, anh cái hồ bơi bên kia đẹp quá ha. Ừ. Chắc là giờ là mình sẽ đi vô mình nghỉ một chút xíu, tại vì bệnh thì cũng hơi mệt. Để một lát khoảng khoảng 4 giờ thì mình sẽ dẫn Paula xuống chụp hình. Trời đang mưa mà Paula đi nhận bánh khọt ở ngoài khách sạn để cho Khoa ăn, nó không bị bệnh, không có đi ra đường để đi ăn được. Mưa quá, mưa luôn, phải đợi, bây giờ là phải đợi hai lần tới để lấy luôn bánh khọt với lại nước lên, mà hơn là kiểu trời mưa, kiểu Khoa bệnh rồi trời mưa nữa thì sẽ có ly dòng nữa nhà, chứ không mình sẽ tiếc. À, tới rồi. Đây nè anh. Hả? Nhận đồ ăn xong rồi nè mọi người ơi. Mưa tầm tã tỏi, mấy anh shipper kỳ luôn á. Layout của tôi đi xuống nhận đồ ăn cũng phải lộng lẫy nha. Tại vì mình đi cái này, chỗ này nó đẹp đẹp nên là không có dám bận sơ sài. À, mưa quá trời mưa luôn á. Trời đang mưa nè. Cái chỗ này mưa mà nhìn cũng đẹp. Oh my god, nó ướt sũng. Mọi người thấy cái màu ướt không? Cái cảnh nó ướt, nó nhìn cũng đẹp. Trời ơi, hồ bơi đẹp quá mọi người. Oh my god, sáng chết mọi người ơi. Tối nay hết mưa mới về được. Thôi, ăn thôi. Anh giống Su Cucu vậy, nhìn cái tóc anh nè quay quá. Không có cho mình đem đồ ăn lên á, kiểu không có đem đồ ăn lên cho mình được. Thì Paula không nhớ là ở Vũng Tàu có nào, chứ Paula phải đặt nào. Mãi tắm xong một hồi luôn á, một tiếng mấy hai tiếng mới nhớ là ở Vũng Tàu cũng có nào mà. Chứ không ăn bánh khọt luôn. Đi xuống Vũng Tàu không ăn bánh khọt là sai lầm. Tôm không rồi ta? Tại vì bánh ngọt là có tôm á. Nhưng mà cái này là... Ủa? Giờ sao ta? Chết rồi. Chết rồi mọi người ơi, Khoa dưỡng tôm. Cái nào anh bị dưỡng chắc luôn á, anh nghĩ tôm thì chắc bị dưỡng đó bạn. Có lần nào ăn ở đây chưa? Ăn chỗ mà hồi kỳ mẹ. Nhưng mà thường là ăn tôm là bị dưỡng á. Giờ sao ta? Rõ ràng nữa nha. Thôi là ăn uống thuốc rồi. Có thêm thuốc không? Không. Nhưng mà uống thôi bây giờ nè, ăn ít thôi. Trong lúc đó là em đặt cái khác. Ok. Rồi. Bây giờ mình đi lấy đồ ăn tiếp tục cho Khoa.
Tiếng to. Đố mọi người, đây là món gì? Lộn phòng rồi. Không cho ăn. Lộn phòng thì không cho ăn. Đố mọi người có ăn món gì nè. Úi. Đã chiếu, mọi người có biết gì không? Nè, xíu nữa 9 giờ là Bola về, với Khoa về mà tại vì bút thêm ở đây, giả bộ bút thêm ngày để vui thôi, cho đỡ chán thôi. Không phải. Sao? Chạy buổi trưa anh mệt, anh không thích, thích chạy tối. Chạy về buổi trưa Khoa cũng không thích nữa, nhưng mà thật sự là mình cũng chán bên kia á. Mới đầu Bola đặt bên kia 2 ngày rồi. Nhưng mà được cái qua đây bệnh ấy không làm được gì hết. Nè, trứng chiên hành. Hai cái này Bola lấy qua cái khác. Cơm. Cơm này là cơm trứng muối, thịt cua. Cá. Cá bớp kho tổ. Ok. Wow. Rồi. Mời anh. Đâu quên mời quý khách ăn. A few moments later. Ok, bây giờ rảnh không có gì làm thì chúng ta sẽ coi vlog của chính bản thân mình. Ta-da. Một ngày mới lại bắt đầu. Bola vừa mới ăn xong. Bây giờ tụi mình sẽ đi về. 9 giờ rưỡi tối. Giờ kiểu tụi mình chuyển qua cái khách sạn nhưng mà nguyên ngày nay mình như nãy mình nói trước đó là không có quay cho các bạn coi được nhiều. Ờ, đâu đi đâu đâu. Thì bây giờ 2 giờ chiều mình sẽ về Sài Gòn luôn, tại vì tuần sau khá là nhiều việc nên là chắc nên kết thúc cái vlog này ở đây. Ừ. Nếu mà mấy bạn có yêu thích kênh của Bola thì nhớ like, share, subscribe. Okay. Ok. Bye bye. Đi về với lại bim bim. Nếu mà mọi người yêu thích video này thì nhớ nhấn like và subscribe cho Bola nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người nhớ ủng hộ những cái video khác của Bola sắp tới nha. Bye bye mọi người.